chưa đầy một tiếng trước, Juan Facer Booker Hiếu Ron cùng những người bạn đã khiến cho mạng xã hội xôn xao với đoạn live stream một trong những phần hành trình trong chuyến hành trình tới đèo Mã Mèo và Hà Giang của nhóm. Phần live stream trở nên rất nóng khi cả bốn người lũ ông đã cùng nhau cởi đồ, chạy xe máy dưới thời tiết khá lạnh ở Hà Giang để tới Panorama khách sạn xây dựng trên đèo Mã gây tranh cãi trong dư luận suốt thời hạn qua. Những người lũ ông khỏa thân, chạy xe máy tới khách sạn 7 tầng trên đèo Mã. Hành động của bốn người lũ ông nhanh chóng thu hút sự để ý rất cao từ phía người đi đường. Ai đi ngang qua cũng không khỏi tò mò, tạm dừng theo dõi, chụp ảnh. Trả lời cho những nhắc mắc, Hiếu và Rôn xa re mình cũng những người bạn khỏa thân để đảm bảo an toàn môi trường. Nhóm sẽ dừng chân nghỉ tại khách sạn 7 tầng xây dựng trên đèo Mã và sẽ sở hữu được những màn nhận xét vị trí này trên trang cá nhân. Đoạn live stream này hiện đang thu hút rất nhiều sự để ý và phản hồi trái chiều từ phía người xem. Sự việc nhanh chóng thu hút sự để ý của người đi đường.